Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022, em Hoàng Nhung lại gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, một chiếc Jack Madone. Xe thì có size gióng ngang là 51 và gióng đứng là 41. Xe được trang bị bộ group Utegra R8070. Xe được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin Zalo cho em. Bác nào ở gần em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ thì em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc. Tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Tổng thể thì chiếc xe này cũng còn rất chi là mới, rất là đẹp. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi, cả về hình thức và chất lượng và giá cả, nên các bác cứ yên tâm mua hàng. Khi các bác mua hàng, em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật. Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng. Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn xách tay từ Nhật về các bác nhé. Một chiếc SL6 rất là xịn sò luôn. Gọng nước nguyên bản theo xe, gọng Bontrager, gọng của hãng luôn. Xe được trang bị hai gọng nước các bác nhé. Rất là đẹp luôn đấy các bác. Khung sườn thì rất là bóng, rất là mới. Độ mới rất là cao. Đùi Utegra đồng bộ và nguyên bản theo xe. Đấy, rất là xịn sò luôn các bác nhé. Em sẽ quay xuống phần gầm xe để cho các bác ngắm phần tem gầm. Tem mác đầy đủ các bác nhá. Gầm xe cũng không bị chảy xước gì đâu ạ. Độ mới rất là cao. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe. Xe về như nào là em báo các bác như vậy. Có bị lỗi hay bị chảy xước gì em cũng sẽ quay ở trong video để cho các bác được rõ. Vành bánh lốp láp tem mác đầy đủ, rất là xịn sò luôn. Vành carbon cao 5 phân các bác nhé. Lốp Continental 5000 các bác nhé. Rất là xịn luôn đấy ạ. Lốp rất là mới. Phanh sau Shimano Utegra đồng bộ và nguyên bản theo xe. Cái đĩa phanh này rất là mới các bác nhé. Đẹp long lánh luôn đấy ạ. Vành Bontrager. Độ mới rất là cao. Nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng. Chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Lốp là 700x23C các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái lốp thì biết độ mới của nó như thế nào rồi. Và em cũng báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Giá của chiếc xe này là rơi vào khoảng 118 triệu. Và cửa hàng em thì có ship code toàn quốc và bao ship cho các bác ạ. In Bontrager, in của hãng luôn, rất là xịn sò. Em đo lại cái phần khung sườn này cho các bác nhìn thực tế nhé. Gióng ngang là 51 ạ. Gióng đứng em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc in. Các bác nhé. Bác nào mà vừa với size số như vậy, thích cái dòng check này, phù hợp với tài chính của mình thì cứ alo hoặc nhắn tin Zalo cho em. Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau, hàng về liên tục. Bác nào mà thích cái dòng xe nào, hãng gì, size số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ tư vấn cụ thể hơn, phù hợp nhất với các bác có thể ạ. Phanh trước Shimano Utegra đồng bộ và nguyên bản theo xe. Cũng rất là xịn sò luôn đấy các bác. Vành Bontrager carbon cao 5 phân. Lốp Continental 5000 các bác nhá.
Đẹp long lanh lóng lánh luôn đấy ạ. Em quay chưa thấy có một gân gợn chảy xước nào các bác nhá. Tay quấn tay phanh cũng còn rất chi là mới. Rất là xịn luôn. Tay phanh Utegra đồng bộ ở nguyên bản đặc xe các bác nhé. Mặt trái, mặt phải, đằng trước, đằng sau không có một gân gợn chảy xước nào ạ. Phanh trước Shimano R8070 Japan rất là xịn sò luôn các bác ạ. Rất là đẹp. Đẹp long lanh luôn các bác nha. Rất là bóng, rất là mới. Đùi đĩa Utegra đồng bộ theo xe, có hai tầng đĩa, tầng ngoài là 50 răng và tầng trong là 34 răng. Rất là xịn sò luôn đấy ạ. Đề líp Shimano Utegra đồng bộ và nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái răng của cái líp này cũng còn rất chi là mới, phanh sau cũng rất là mới. Hàng nhà em là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng, nói không với hàng fake. Em đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn xách tay từ Nhật về, chứ không phải bán cho các bác là xong tay các bác nhé. Nên là các bác cứ yên tâm thôi ạ. Rất là xịn sò luôn. Yên Bontrager không bị rách hay bị chảy xước gì các bác nhé. Một chiếc Trek Madone rất là đẳng cấp luôn. Vâng, đó là tổng thể một chiếc Trek Madone, một thương hiệu khá nổi tiếng của Mỹ. Xe được trang bị bộ group Butegra R8070. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng. Chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.